Nên trên này thì chưa có nệm, chưa lấy gì về giải để ngủ à? Chưa đâu ạ. Thế là hôm nay là hai vợ chồng mới lên, là lên trên lán đây là hôm đầu tiên đúng không? À, nhìn thấy từ xa thì thấy một cái bóng dáng rất là giống vợ của em Quỳnh của bác ạ. Không biết là đi đâu đây. À, em gái đi đâu ấy? Đi trồng rau ạ. Đi trồng rau á? Thế là hôm nay là lên đây rồi à? Vâng. À, thế á, mẹ không cho ở dưới kia nữa à? Không. Thế là hôm nay là mẹ đuổi ra ngoài à? Vâng. Thế Quỳnh thì lên trên trước rồi à? Vâng. À, thế em đi trước đi. À, cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại ngày hôm mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, cháu Lực đang lên trên đường đi trên nhà của em Quỳnh nhé các bác. Thì buổi sáng sớm nay thì Quỳnh có điện cho cháu Lực nói rằng là hôm nay thì em mới dọn đồ lên trên này để ở hết thôi. Cháu Lực làm lực lên trên này để mà ghi hình một cái thước phim cho tất cả các bác anh chị là cũng biết về cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của hai vợ chồng em Quỳnh. Tại vừa rồi thì bắt gặp em gái nói rằng mẹ là đuổi ra ngoài rồi, là không cho ở trong nhà nữa. Quỳnh thì lên đây từ sớm mà em. Vợ thì cũng em gái thì cũng vừa mới là ở cứ xong rồi các bác ạ. Hôm nay thì chắc là được tầm là hôm thứ hai thôi. Thế em lên trên này thì đã ăn sáng gì chưa? Ăn rồi ạ. Hả? Ăn rồi. Ăn rồi à? Vâng. Ăn cơm hay là ăn gì? Ăn cơm rồi. À, cơm này buổi sáng mới nấu hay là cơm của tối hôm qua? Buổi sáng mới nấu rồi. Vậy buổi sáng lên trên này thì còn sương mù rất là nhiều. Hai vợ chồng như thư mình đây thì là bắt gặp là em Quỳnh luôn cô bác ạ. Ồ, phải nói là công nhận là em gái đi khỏe nha. Cho anh xin lấy kia nè, cháu mua đây để anh lấy cho. Tành con đi. Nè, lấy phân trâu này để trồng cái gì đấy à Quỳnh? Trâu rau đi bán. Trồng rau à? Vâng. Đây, Quỳnh gửi một lời chào tới các ông các bà ạ. Con xin chào các ông các bà, các anh các chị ạ. Rồi. Thế buổi sáng là lên đây, buổi sáng em lên đây từ sớm hay là ngủ lại? Sáng nay vừa mới lên thôi ạ. À, sáng nay vừa mới lên à? Vâng. Thế là buổi sáng là đi về xong về nhà ăn cơm xong mới lại lên đây? Vâng. Đây thì trộn với cái gì đây đây? Đây là... Đây là... Không biết nói à? Vâng. Cái này là cái củi mình đốt ra đúng không? Đúng. À, thế là trộn với lại cháu. Đây là cả phân chuồng nữa. Hôm nay thì hai vợ chồng là đi trồng rau ở tận đâu? Trồng dưới kia thôi ạ. Dưới kia à? Vâng. À,
vợ thì cũng mấy ở cứ xong rồi các bác ạ. Đó lắm ạ, đi theo chồng để đi ra ngoài ruộng ngoài nương để mà làm rồi. Trước kia có từng trồng dâu ở đây bao giờ chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Vâng. Đây là em trồng dâu gì đấy? Trồng rau. Dâu cải là dâu gì? Không phải trồng cái ở cái kia đấy. À. Không phải rau vàng, mua bất cứ phúc cá đó mà. Ừ. Bất cứ nào. Tí xem sau cũng được. Đấy. Vâng. Tại vì Quỳnh là không biết nói của bác ạ. Nào. Ôi 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 ôi. Đây là vừa rồi là cái gì rơi đấy, ngô à? Vâng, cho con gà ăn. À, đây là cho gà đúng không? Đúng. Chuồng tắm à. Ôi, rơi nhiều quá. Nhặt đi. Thế gà là có hai con này thôi à, Quỳnh? Đây có năng con, nhưng mà của mẹ thôi. Mong muốn gặp mấy nó khờ cho năng luôn mà. Khờ hông mà. Cái ngô này là lấy từ dưới nhà lên ở Quỳnh ngô này ấy. Vâng ạ. Ô, đây đây. Đây, em bé đang ngủ đây à? À. Chứng rất lấy các khờ. À, con là mới được là hơn một tháng rồi bác. Là phải đi cùng mẹ đi lên nương lên đồ rồi. Mùa này thì thời tiết là rất là nóng. Bị từ này thì chắc là con cũng sần rất là nóng đây. Hôm nay là ngày đầu tiên là vợ cùng con là đi làm đấy nhở? Vâng. Thời gian trước thì là hai vợ chồng đi làm, nhưng mà bây giờ là có thêm cả con nữa rồi nhở? Vâng. Đây là phân này là ở đấy khác có à? Vâng, ở đây có lấy đây thôi vậy thôi. Ủa bằng chẳng máy bốc ăn hả? Nè. Bốc ăn lúc có nhung trắng nọ. Vợ là biết chứ nhiều hơn hay là em biết chứ nhiều hơn? Chưa, vợ biết nhiều hơn. Là vợ biết nhiều hơn à? Vâng. Vợ tên là Văn à? Vâng. Phải nói là tên nó rất là khó nhớ của bác ạ. Quỳnh thì lại đặt tên là thành là tên con gái mất nhờ. Văn đi trước học đến lớp mấy à Văn? Học đến lớp 6 à? À thế là biết chữ là nhiều hơn Quỳnh nhờ. Quỳnh nhà chỉ học đến lớp 5 thôi. Hả? Em mất cả chi bò, sẽ có một sánh được con đi tao à? Rau này trồng được mấy tháng thì đem đi bán được? Chắc trồng được, mà thấy được thì lát lấy muối bằng cả. Hai tháng. Hai tháng à? Áo à? Vâng. Chắc là hai tháng ba tháng hay sao ấy. Là đi bán là lấy tiền là về nhà là lo cuộc sống gia đình đấy nhở? Tao mất cả luôn. Giờ xem y sánh cậu cứ. Trong thôn trong làng thì là hiện tại là cũng chẳng có công việc gì là nhiều. Ở trong quê thì để mà tỷ lệ mà quê người ta làm thì là cũng rất là ít. Chỉ có là những ngày nào mà gia đình nào mà thật sự nhiều việc thì người ta thuê là cùng làm thôi. Giờ đâu nó lại cho ít cho sáu lê. Cấp băng thả đó. Quỳnh là với vợ là đi làm với nhau này có bao giờ nói tiếng phổ thông với nhau không? Hay là chỉ nói nguyên tiếng Mông thôi? Nói tiếng Mông thôi. Nói nguyên tiếng Mông à? Vâng.
Thế là bây giờ là hai vợ chồng là bắt đầu lại ở trên này đấy, không không đi xuống nhà dưới đấy nhở? Vâng. Ở trong một cái gọi là chuồng trong của bác ở phần đấy tầng dưới thì là có vẻ như là còn khá là cao, nhưng mà lên trên tầng ngủ của em ấy thì là rất là thấp. Vâng, xuống cứ tàu nè. Chị đâu thằng nào thấy gì nó cho, thấy cho sảnh thì nó cho nè. Này là đi trồng rau là có trồng xa không? Không, gần kia thôi. Gần đó kia à? Vâng. Đây cũng Thái mà. À. Chú à? Phát kia đúng không? Đúng. Trồng ở trên này thì không sợ là người ta trộm với lại gà qué người ta vào rồi nhỉ? Vâng. Trên này thì giống như là biệt lập, trong biệt lập. Một cái nơi mà có phần đá là rất là hoang vu các bác. Và tít xuống dưới chân đồi bên kia thì mới có nhà để ở. Được nào đâu. Nào đây chim bông chó lại. Nó giống cả giống chó này. Nà. Tôi đâu cái này chứ cầu. Vâng. Tôi giỏ năng mà. Nó năng cứ cho cháu ưa à. Cho con gà. Mua là lấy từ nhà lên là để trong gà. Vâng. Cái đinh này thì là em lấy mua về để làm gì đây đinh này? Mua để tí làm chuồng gà trên kia. Tí là làm cái chuồng gà trên nhá. Vâng. Ô, có vẻ như là mưa rồi đấy. Năng lắm, có năng lắm. Có vẻ là dính nhá, có vẻ là có hạt mưa đấy. Thế là tay của vợ đang thế là đi là cầm cả theo là cái ni lông này à? Vâng. Để mà lúc mưa thì làm gì? Mưa thì vừa lấy mưa đừng có vào con ấy. Thế là lấy, thế là chỉ che cho là mới là con thôi à? Vâng. Cho nó tạo cho con. Để ta cái cho tôi xin. Quá là trẻ. Cho nên bây giờ khi mà không có sự bao bọc với bố với mẹ nữa thì cuộc sống các em chỉ sẽ phải nói là rất là tồi tệ đúng không? Nắng cho trong buổi sáng ấy. Mưa càng ngày càng nhiều ấy, mưa ấy. Vâng. Trên này thì lúc nào cũng có mưa là sớm hơn nhỉ, mưa nhiều hơn nhỉ. Vâng. Đợi tạnh mưa xong thì có thể là các em mới lên trên ăn nương để mà làm được không ấy. Thế sao chị tàu có thể chị tàu bảo đảm à? Cứ ra lâu. Cứ ra lâu chỉ mới ra lâu nữa. Mình là một mình hai bao luôn à? Vâng, mới ra lâu lắm à. Mình tỏ thâu khâu lên. Vợ thì là chỉ có đi cùng để mà làm cùng đúng bác ạ. Công việc nặng hơn thì vẫn là của em Quỳnh. Lên đường này đấy à? Vâng. Nó là xíu sợ. Xíu mà. Thế đây là lúa của em đúng không? Đúng. Muộn lâu rồi. Đây, ở kia xuống dưới kia thì cháu lúc mới nhìn thấy là có hai căn nhà là ở dưới kia đâu các bác. Vợ đi sau à? Vợ đi lái múc. Đường này lên đúng không? Đúng. Ô, không đi dép à? Không, dép để rồi.
Đi vào đường nào bây giờ ấy? Đi đường Trường Anh ạ. Xuống đây cẩn thận nhé. Vâng. Lên được không? Được ạ. Đi đường nào bây giờ? Đi vườn Điềm Chiêm. À, được rồi, tiếp à? Vâng. Ôi, ở đây có bí nhiều đấy. Bí này em có bao giờ đem ra chợ bán không? Không ạ. Không á? Vâng, có ai, cho. Có ai mua không? Không. À. Cho con lửa ăn thôi ạ. Người ta mua chỉ còn nó non thôi nhỉ? Vâng. À, thế là hai vợ chồng là chồng ở đây à? Vâng. Ở trên này thì có vẻ như là rất là yên tĩnh các bác ạ. Gừng này có phải là của em không? Không, đây là của lúc trước mẹ về làm ra một tí đây phải thôi. À, thế là của em là bên này đúng không? Đúng. Thế hai vợ chồng em là chồng ở bên này à? Vâng. Bên kia là của mẹ à? Vâng. Thế nương ngô của nhà em thì được tận đâu đến đâu? Dưới kia về thôi. Trên kia. Trên này á? Vâng. À. Phải đi dưới này thôi. À. Cái này chắc được tầm độ 5-6 bao ngô thôi nhỉ? Vâng. Đấy, có vẻ như là có sấm sét rồi đấy. Một tí chắc chắn một tí là trời sẽ mưa to lắm đấy. Vợ thì là mấy ở phía sông các bác nhá, được là 2 ngày thôi. Hai vợ chồng thì dọn lên trên cái ngôi nhà nhà nhỏ ở dưới đây địa. Chợ. Chạy tay to lố. Con là mới được là. Vâng. Là vừa mới ở cứ. Chạy tay chợ to. Đã đi theo chồng đi ra ngoài. Chợ to tao vừa. Dọn lên làm thôi. Có cái gì? Người ta có cho xin gì ha? Chồng có tao tao bao giờ chào à? Chạy tay chợ, ít tao này tao ha. Không biết là hai vợ chồng đang nói cái gì đây. Vừa rồi thì hai vợ chồng đang thảo luận cái gì? Chồng nói là gần à? Chồng một cái đây là chồng xa. À. Chó luôn bạn. Cái nhà khó thân ông hòa. Không có. Này là chồng vừa rồi là chồng giống dâu gì đấy để anh xem nào. Vá vần à và đúng không? Đúng. Vần đúng không? Vàng. À, vần cái này là cháu Đức nhìn thấy là chồng chồng búa này của bác này. Đây thì là mấy nữa là hai vợ chồng là chồng để em đi bán à? Vâng. Rất là mong là hoàn cảnh của hai em sẽ được sự yêu quý của các bác giúp đỡ cho hai vợ chồng một chút. Tôi tuổi xìu mới 17, 16 tuổi thôi nhưng mà các em đã lập gia đình riêng rồi. Quỳnh là một người chồng mà phải nói là rất là hiền lành và rất là chăm chỉ. Em bé thì có vẻ là khá là ngoan đấy nhỉ, từ đấy đến giờ không thấy là em ấy khóc gì cả. Hôm nay là không có mình với lại Quỳnh đi làm phụ à? Không. Mình đi đâu rồi? Mình đi... Không biết lúc em về mình đang ở nhà không biết đi đâu. À, thế con chùa? Chùa đi lấy cỏ rồi ạ. Chùa lấy cỏ à? Vâng. Nhưng mà lấy cỏ là tận đâu? Lấy cỏ... Chiêm kia hay thế là khu bên này thôi à? Vâng. À.
Sừng chéo to lắm đấy. Bay lù, bay lúc lâu. Bấy là trồng 3 hạt à? Vâng. Zulu này. Lâu lù, bay lù. Tua. Cái này là mấy nữa là em phải đi lấy cái cây về để mà làm cây cho đúa leo lên đấy nhỉ? Vâng. Cũng mong sao là các em là ở riêng là lúc nào sức khỏe cũng luôn luôn dồi dào, có sức khỏe thì mới có được tất cả được. Nên các em thì bây giờ vẫn còn quá là trẻ, cho nên là khi mà người lớn nói như thế nào thì các em chỉ biết là nghe theo như thế thôi. Thế như Quỳnh thì là bây giờ ở riêng này thì là bố mẹ vợ thì ở bên kia thì có biết không? Có à? Vâng. Tức là cả bố mẹ vợ bên kia là không biết được hết đúng không? Vâng. Em biết nhưng cũng không có biết là phải thay đổi như thế nào cả. Gia đình của em Văn thì cũng là một gia đình khó khăn ở trong thôn cả. Văn là được bế con ra ngoài là mấy ngày rồi? Hai ngày chưa? Hay là ba ngày? Hai ngày ba ngày thôi à? Văn thì là một người con gái mà cũng rất là ít nói của bác ạ. Mùa này thì lên trên vùng cao thì là thấy chỗ nào là đâu đâu cũng bị sạt lở rất là nhiều của bác ạ. Có những gia đình thì là bị thiệt hại là tài sản rất là lớn. Còn là có những gia đình thì là bị thiệt hại phần hoa màu. Nên một tí là đến buổi trưa là thời tiết là rất là nắng của bác ạ, rất là oi nữa. Ít là nhà tỏa trở rau hả? Ủa là cơn sánh. Tàu yên là tiêu sinh tàu luôn. Đây thì là trước khi mà cháu Lực lên chia sẻ hoàn cảnh của các em với cô bác thì cũng chỉ tìm hiểu là các em là hoàn cảnh cũng rất là khó khăn ở trong thôn. Đây cũng không có nghĩ được rằng là đến thời điểm hiện tại thì lại là cháu Lực nó gọi là bất hạnh. Thì liệu là không biết là có đúng không cô bác? Đấy, chỉ vì là cái tính mà là người mẹ cổ hủ thôi, là không nghe theo mẹ, là đẻ em bé ở nhà. Mẹ là quyết định là cứ ra trạm mà đẻ đấy. Mình không biết là đây thì có một số cô bác thì là theo dõi sau thì cũng còn chưa hiểu về hoàn cảnh của các em cho lắm, thì cho phép cho Lực xin được phép là tóm tắt lại qua một chút cô bác nhá. Lúc mà cháu Lực biết đến, hoàn cảnh các em là biết đến là ba anh em. Và khi mà vào chia sẻ đấy thì là nghe tin là cái bố thì đã lâm bệnh xong là mất rồi. Và cả ba anh em thì cũng đi làm thuê đủ thứ để mới có được tiền về lo lắng cho gia đình này. Cái còn riêng em Quỳnh với lại em Văn là được bố mẹ là sắp xếp là đến với nhau rất là sớm. Và đến cái thời điểm hiện tại thì hai vợ chồng thì được cho là nghe mẹ đẻ con ở nhà, thực ra là đuổi ra khỏi nhà không cho ở khung nữa và lên trên này ở một cái lán mà phải nói là rất là nhỏ. Cái lán này thì là từ thời mà lúc mà bố còn sống ấy, là bố làm để mà những lúc mà lên trên này làm ruộng này nghỉ ngơi. Bên này cái chỗ này chị cho là cái con này anh thấy là ở trên làng này là chưa ai trồng đâu đúng không? Đúng. Có mỗi vợ chồng em là trồng sớm nhất thôi đúng không? Còn có người còn trồng trước rồi ạ. À, có người là vẫn trồng trước rồi ạ. Vâng.
Thế cái giống này là em tự đi mua hay là ở nhà tự có? Giống này tự đi mua thôi ạ. Là tự đi mua về á? Vâng. Nên là lúc mà đi ra ngoài là mẹ cũng không có chia theo là chia cho là đồ đạc gì nhiều à? Vâng. May mắn là thời gian mà em vằn là ở khứ thì cũng được là các bác, cô chú, anh chị mạnh thường quân là giúp đỡ gửi cho các em là tiền mặt, thì các em còn có tiền đó để mà sinh hoạt cũng như là trang trải trong khi mà vằn đang ở khứ. Thời gian này thì có thể là bây giờ là hai em sẽ phải sẽ vất vả hơn rất là nhiều. Trước thì có vất vả nhưng mà còn có chỗ ăn chỗ ở. Bây giờ thì hiện tại là chỗ ăn chỗ ở cũng chẳng có cả. Có một cái lán ở dưới kia, nhỏ dưới kia thôi. Và những cái ngày mà thời tiết mà dễ chịu thì chẳng sao. Những cái ngày mà mưa to này, gió lớn hay là những ngày nắng nóng cả lán nói là rất là khó khăn. Còn mình tung thịt chua. Mùa này là cũng không phải lấy cây lên nhỉ, mùa này ấy. Vâng. Thế mưa nhiều quá thì ra là đất rất là tơi xốp. À còn chỗ này thôi à? Vâng. Chỗ này là còn một tí thôi nhỉ? Kia không có một tí nữa. À thì còn một tí nữa à? Vâng. Thế trồng hết thửa này à? Trồng đếm kia, trên kia trồng rau thôi. À. Cái gừng này thì là mình tự ăn hay là phải đem ra chợ bán? Đem ra chợ bán nữa, ăn không xong đâu. Nhiều quá. À, nhiều quá không ăn hết nhờ. Vâng, thì ăn ít thôi. Này hầu như là các em là trồng vào những cái đồ gì đó các bác thì hoàn. Thì tất cả đồ đấy là đều đem ra chợ bán cả. À, phục vụ cho gia đình thì cũng chỉ là một phần ở đấy thôi. Còn chủ yếu là mang đi bán để đổi lấy được tiền. Lên trên nhà các em thì là có lúc thì là gặp được là ba anh em ở nhà cùng với nhau. Đấy, nhưng mà đôi lúc lên thì là không có gặp được ba anh em cả. Tại vì ba anh em thì là mỗi người là một công việc rồi. Cũng không thể đi đâu thì cũng có nhau được nữa. Ôi thật, bây giờ thì có vẻ như là mưa phùn một tí rồi. Chuyện nào vậy? Con thì liệu có bị ướt không? Bé thì rất là ngoan các bác ạ. Biết là bố mẹ là đang đi làm thì cũng ngủ cho bố mẹ là làm. Sau một cái thời gian mà hai vợ chồng cùng nhau để mà gieo những hạt giống để sau này còn đi bán để mà lấy được tiền để đi mua gạo, mua mắm, mua muối về chính, thì đến giờ thì cũng gần xong rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là mưa phùn là khá là nhiều các bác. Này lấy cái khăn chùm như này thì liệu một tí có ướt đến con không? Xem nào, trên này, ôi, trên này có vẻ ướt hết rồi đây này. Mưa nhiều quá thì cho vợ về trước. Vâng. Cầm muốn lên là. Tỏ
tối ít làm một chỗ. Thời tiết là mưa, hiện tại là đang mưa phùn là nhiều quá rồi các bác ạ. Văn đi về trước rồi đúng không? Rồi đi về đúng. Trước đi, à, đi xuống dưới nhà đợi đi chứ là ở đây là mưa quá rồi. Quỳnh cho phân vào đây nhá, anh lấp cho. Vâng. Cái này thì lấy gạt gạt lấp lấp như này là được rồi. Đất mùa này thì thấy là khá là tơi xốp của bác ạ. Rất là mềm nữa. Thành ra là mới khiến là đâu đâu là cũng bị sạt là nhiều. Làm chùa thì đi đã đi lấy cỏ về chưa nhỉ? Vâng. Chùa thì vừa rồi Quỳnh có nói là lên trên rừng là khu bên này này cắt cỏ của bác ạ. Hiện tại thì là trời mưa nhiều quá rồi các bác. Cháu được xin phép là không có ghi hình thêm nữa. Tí nữa đi xuống dưới nhà các em thì sẽ ghi hình thêm của bác ạ. Đây là vẫn là giống à? Vâng. Đây thì thế đi một tí lại hai vợ chồng lại lên đây trồng tiếp à? Vâng. Trồng là đến tận đâu? Trồng đến trên dưới kia. À đến cái trồng. Chỗ mà em phát đấy à? Vâng, cái chỗ phát kia ạ. Thế là hai vợ chồng lên trên nương làm thì là lấy một cái tấm ni lông này đi để mà che con thôi à? Vâng. Hai vợ chồng trẻ thì cũng người ta nói là rất là cố gắng các bác ạ. À. Cũng mong rằng là một cái may mắn sẽ mỉm cười tới cho hai vợ chồng cũng như là thêm là em bé nữa. Vợ con tên là gì nhỉ? Hôm nọ em bảo ấy. Tên Doa. Doa à? Vâng. Giang Thị Doa à? Vâng. Tức là chùa giờ này là cũng về đến dưới nhà dưới kia rồi mất. Chùa về rồi sao ấy? Về rồi à? Vâng. Ui. Đất này thì có vẻ như là khá là trơn của bác ạ, đất này ấy. Quỳnh thì còn lên nương là đi là còn không có đi giày hay đi dép hay là đi ủng gì chứ. Đi chân trần thôi. Đây là em đi quen rồi hay là hôm nay là do là không thích đi dép ấy? Có nhưng mà mua được một dép ủng cho vợ rồi. Là mua được đôi ủng cho vợ thôi à? Vâng. Chùa thì cũng ra đây rồi. Ra đây hay là chùa? Chùa là đi lấy cỏ từ đâu về? Trên rừng kia. À ngay trên này à? Nào chùa gửi một lời chào tới các bạn nào. Con xin chào các bạn. Rồi. Trong bao tải này là đồ của hai vợ chồng à? Vâng. Nhỏ thọ ấy. Đây là
chăn. Ồ, thế là đeo lên một cái chăn thôi à? Vâng. Ôi, để thế tí nó quét nó chẳng bẩn hết à? Con nghe đâu rồi. Để tí nó quét thì bẩn hết đấy. Nên trên này thì chưa có nệm, chưa lấy gì về giải để ngủ à? Chưa đâu. Thế là hôm nay là hai vợ chồng mới lên là lên trên lán này là hôm đầu tiên đúng không? Vâng. Thế một tí nữa là phải về nhà dưới kia là để nấu cơm ăn xong mới lên à? Hay là ăn ở, hay là lấy nồi lên trên này nấu ăn luôn? Lấy nồi lên trên này nấu ăn luôn ạ. Thế là bây giờ là ở hẳn ở trên này à? Vâng. Còn những cái đồ đạc ở dưới kia thì quần áo nữa nhỉ? Vâng. Bây giờ mà lên trên này mà cầm đồ lên trên này để mà ngổn ngang trên này nhiều quá, không may là các em là lên trên rừng hay là đi lên nương lên ruộng đúng không á, thì có thể là có sáu người là người ta là về đây là dính họ rồi. Và hiện tại thì là vẫn không sao cả cô bác, nhưng mà sau khi các em ở đây lâu thì sẽ có đồ đạc sẽ bị là có người ta dòm ngó là lấy. Ở trên này là nếu mà có gà nhiều là cũng phải để ý nhở. Vâng. Chứ không là người ta lên trên này là trộm mất đấy. Hai buổi sáng sớm thì là lên trên này là không khí khá là lạnh của bác ạ. Chỗ này là thường thường là lạnh nhất ở chỗ này ấy. Vâng. Thấy là ở trên cao nhất rồi nhờ. Ra vâng. Phía bên mảng bên kia thì có ai làm nhà mà ngang ngang mình nữa không? Thẳng thẳng như mình đi nữa không? Có, nhưng mà còn nó nhà nó bìa thì không lạnh. À có, nhưng mà nhà người ta là quay kín hết rồi đúng không? Vâng. Cái này là cũng là một cái lán thôi cô bác ạ, một cái lán thôi đấy, nhưng mà bây giờ là hai vợ chồng là không còn chỗ nào để ở nữa, mới dọn lên trên lán lên để mà ở. Nếu như là không còn lán thì là phải đi ra ngoài làm cái lán nhỏ nhỏ để ở đấy nhờ. Vâng. Thế lạnh như này thì là muốn cho vợ đi xuống cái nhà để ngủ đấy chứ. Phải đem thêm chăn, thêm màn lên chứ trên này ấy. À, đằng sau này là đũa để ăn à? Vâng. Đây, hai vợ chồng thì lập gia đình còn khá là trẻ các bác ạ. Có bị ướt không rồi đấy? Không đâu. Và em bé thì từ nãy đến giờ là có vẻ như là khá là ngoan. Thật là không thấy là ý ới gì cả. Rất là mong là khi mà cháu được chia sẻ cái những cái thước phim và những cái cuộc sống và những cái hoàn cảnh của hai em lên thì sẽ được sự yêu quý đón nhận của các bác, giúp đỡ cho hai vợ chồng trẻ. Cái video này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu được cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác. Hiện tại thì trời đang dần dần là tạnh rồi, chắc là cháu được cũng sẽ phải là di chuyển là đi về để một tí nữa. Còn những công việc khác ở dưới nhà hai ông cháu cần phải là đi xuống xem và như thế nào thì mới biết là xử lý được cô bác ạ. Thế ở trên này thì nếu mà gặp khó khăn gì thì là bảo với anh nhá. Vâng. Thiếu những đồ đạc gì thì có thể là bảo với anh. Xong là bây giờ hiện tại là chưa bán, em chưa đi lấy được đồ gì để đi bán đấy, thì là anh có thể là cho mượn trước. Vâng. Anh chỉ là cho mượn thôi chứ anh không thể là cho các em được. Còn là những cái nào mà anh cho được thì anh sẽ cho. Lên trên rừng thì cứ đi tìm thấy những ấy, có những tổ ong ấy, tìm thấy ong thì có thể là mật ong ấy thì là đem về để gửi cho anh nữa. Để anh đem đi bán thôi nhá. Vâng. Hai vợ chồng thì ở trên này là cố gắng nhá. Vâng. Đấy, rất là mong sẽ được sự yêu quý của các bác trợ duyên đến hai vợ chồng trẻ. Và cái thức phim này thì cũng khá là dài rồi, cháu được cũng xin được là chia sẻ cho đến các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Quỳnh gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nhé. Con xin chào tạm biệt các ông, các bà, các anh, các chị ạ. Rồi, Văn gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nhé. Con xin chào các ông, các bà, các cô, các chú ạ. Rồi.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.